em thỉnh thoảng ra giao lưu của đoàn thể dục của anh. Toán ra ngoài. Các bạn đang xem hai đội bóng chuyền, đội Đông Triều gặp đội bóng Vivan. Hai đội giao lưu. Các bạn đang xem hai đội bóng chuyền hơi giữa đội bóng Đông Triều và đội bóng Vivan, hai đội giao lưu bóng chuyền hơi. Các bạn đang xem hai đội bóng chuyền hơi giữa đội bóng Đông Triều và gặp đội bóng Vivan, hai đội giao lưu. Ôi giời ơi, trời ơi. Đây. Đây là nhà không? Lại làm con dạy đó, nó sầu.
rồi. Các bạn đang xem bóng chuyền hơi giữa đội bóng chuyền hơi Đông Triều gặp đội bóng chuyền hơi Vivan. Hai đội giao lưu. Khai xuân mọi người nhá, đang khai xuân. Hôm nay làm chân nhặt bóng rồi. Vâng. Hôm nay anh bầu xô Ngô Kiên là làm công tác chặt bóng cho hai đội. Hai đội với tỷ số ra lút 3-4 nghiêng về đội Vivan. Bóng lúc này 5-3 nghiêng về Vivan. Đội bóng chuyền hơi Vivan rất là non trẻ nhưng giao lưu đội xuân đã chiếm ưu thế. Đội bóng chuyền hơi Vivan rất là chịu khó học hỏi của các đội bóng bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ủy ban người nào trò chơi? Giờ đang đánh. Trời hôm nay mưa phùn, ảnh hưởng đến sức chiến đấu của anh em di chuyển trên mặt sân tương đối là khó khăn. Đội bóng chuyền Vi Văn là một đội tương đối chịu khó cọ sát với cả tất cả các đội bóng. Đội bóng chuyền hơi Vi Văn càng đánh càng hay. Đó. Chào đập quen sợ thì thống thôi.